Bạn Tường Vi có biết không? Tại sao nó Tại gọi là hai bước? vì mình cộng này rồi mình sáng này. Bởi vì chúng ta thấy là nếu mà một cái bài toán mà nó cho là C cộng một con số bé hơn bằng hay là bằng gì đấy, thì chúng ta thấy là chúng ta chỉ cần làm một cái bước là chúng ta sẽ tìm cách chuyển số này sang bên, là chúng ta đã biết được C bé bằng mấy. Bằng mấy? Dạ hay là bằng 40. 45 trừ 5 tức nghĩa là C bé bằng 40. Và thông thường để nói rằng cái phát biểu này nó tương đương với phát biểu dưới này và tương đương với phát biểu trên, thì người ta hay dùng cái ký hiệu là mũi tên hai chiều để chỉ cái tính tương đương giữa hai mệnh đề, tức là mệnh đề trên chúng ta đang so sánh thì chúng ta biến đổi thì nó cũng ra mệnh đề dưới, và người ta dùng ký hiệu tương đương. Thì nếu chúng ta học chương trình Việt Nam mà chúng ta thiếu những dấu tương đương này là chúng ta cũng bị trừ điểm. Vậy thì nếu chúng ta chỉ cần có một cái bước mà chuyển qua là chúng ta làm được, ra được kết quả, thì người ta gọi là một bước nha các bạn. Hoặc là nếu mà thầy có là 10C mà nó bé bằng 40, thầy sẽ làm sao để thầy tìm ra được? Giờ hay là mình lấy 40 chia cho 10. Đúng rồi, chúng ta sẽ làm cái bước là chúng ta thực hiện cái việc chúng ta chia hai vế cho cùng một con số. Mà ở đây chúng ta cần tìm C nên chúng ta phải đơn giản cái số 10 đi. Thì chúng ta chia hai vế cho 10 thì cái sự so sánh này nó vẫn đúng. Nếu nó là số dương, chúng ta không cần đổi chiều. Nếu chúng ta chia cho số âm hoặc là nhân cho số âm thì chúng ta phải đổi chiều cái bất phương trần này. Thì như vậy chúng ta sẽ tìm ra được là C nó sẽ bé hơn nó bằng bằng 4. Thì chúng ta cũng tìm ra được C. Thì cái này nó cũng chỉ gọi là một bước thôi. Còn nếu chúng ta có cái này thì đầu tiên chúng ta phải loại bỏ cái hằng số 5 đi bằng cách là chúng ta trừ hai vế cho 5. Thì khi thầy trừ đi thì còn là bé bằng 40, đúng không? Thì cái này nó gọi là một bước và chúng ta đã chuyển hằng số đi. Sau đó chúng ta lại chia hai vế cho 10 để chúng ta tìm ra được C bé bằng 4. Thì cái bước chia hai vế cho 10 này là bước số 2 nên nó gọi là hai bước. Vậy thì những bài toán bất phương trần hay phương trần mà nó phức tạp lên thì chúng ta sẽ phải dùng tối thiểu là hai bước thì chúng ta mới tìm được. Vậy thì nếu một bài khó chúng ta cũng phải quy chuẩn về về cái bài toán hai bước để chúng ta làm. Nó có thể là trong này nó có thể là 10C phải cộng thêm 5 1 trừ 2C chẳng hạn, nó bé nó bằng 45 chẳng hạn. Đó, phải lấy cái bài này chẳng hạn. Thì lúc này chúng ta không thể nào đưa hằng số qua thì chúng ta phải vận dụng cái gì? Vận dụng làm sao để chúng ta gom nó về một cái dạng chuẩn như vậy? Vì Vậy là mình làm cho cả hai mình làm gì? đúng Làm gì mình đây? Mình sẽ cộng phải nhân phân phối vào, 5 x 1 là 5, trừ 5 x 2 là mấy? dạ 10. 10, 10C bé là bằng 45. Thì chúng ta thấy là nếu chúng ta đơn giản được hai cái này đi thì chúng ta chỉ còn là 5 bé là 45. Vậy thì C nó bằng mấy? C bằng mấy? C 5 mà bé hơn bằng 45 thì chúng ta thấy những giá trị C nào thì làm cho cái bất phương trình này nó đúng. là 2C. Bao nhiêu? Thế có là không nhân C cộng 5 bé bằng 45, vậy thì C nó là giá trị bao nhiêu? Là Những giá trị nào của C thì làm cho cái bất phương trình này nó luôn luôn đúng? Phát biểu này là đúng. C nào? C bằng 1 được không? dạ được, 2 được không? dạ được, Tỷ được không? dạ 1 tỷ được không? dạ không 1 tỷ không được à? Không nhân 1 anh tỷ à, nếu ấy rồi nên em không được. vẫn được. Trừ 500 cũng được. Tức là chúng ta thấy bất cứ giá trị C nào chúng ta thế vào đều làm cho nó đúng. Tức nghĩa là chúng ta ra được là giá trị C bất kỳ. C bất kỳ nha các bạn. Tức nghĩa là
bất kỳ giá trị C nào cũng làm cho nó đúng. Thì thường cái chữ C bất kỳ này này thì người ta sẽ gọi là C của tập hợp R. Tức nghĩa là bất cứ giá trị C nào cũng làm cho cái này nó đúng. Vậy thì nghiệm của nó chính là giá trị bất kỳ, và toán học sẽ ký hiệu nhận như vậy. Được chưa bạn Vy? Rồi, ok. Đó là thầy nhấn mạnh về bất phương trần. Thế bây giờ chúng ta xem coi cái bất phương trần này chúng ta giải ra được C bé bằng mấy nhỉ? Hồi nãy mình giải ra bằng mấy? Dòng 4. Biết À, bé là bốn. bằng 4. Đó, thì chúng ta biến đổi các bước thì chúng ta ra được cái bước nghiệm cuối cùng là C bé bằng 4. Vậy thì chúng ta thấy đồ thị nào thì nó sẽ biểu diễn cho được cái này? Dễ hay là cô B? À, câu B. Tức nghĩa là lấy 4 làm mốc. Làm mốc thì số 4 nằm đây. Và chúng ta lấy những cái giá trị C nào nó bé hơn hoặc bằng, thì chúng ta thấy là chỗ số 4 ấy là nó là cái dấu chấm động, dấu chấm động, nên chúng ta sẽ chọn chọn B. Thay vì chúng ta chọn C thì là sai, bởi vì C nó không lấy giá trị bằng 4 mà nó chỉ bé hơn 4 thôi, nó không đúng với cái phát biểu C bé bằng 4. Rồi thầy mời bạn khác, mời chúng ta theo dõi để chúng ta nắm rõ này hơn. Mời Bảo Hân. Bảo Hân. Dạ thầy. Rồi, làm sao giải cái bất phương trình này đây? Tưởng tượng Dạ một cách nào? đầu tiên con trừ 2 vế cho 12. Rồi, trừ 2 vế cho 12. 12 trừ 6C lớn hơn 24. Thì bây giờ chúng ta sẽ trừ 2 vế cho 12. Trừ 2 vế cho 12. Rồi, tiếp. Dạ là còn trừ trừ 6 sẽ lớn hơn Lớn hơn 12. 12. Rồi làm gì tiếp? Dạ sẽ lớn hơn âm Làm 2. gì? Làm gì? Chia 2 vế cho mấy? Dạ cho 6. Trừ 6. Dạ Là trừ chúng ta có 6. trừ 6C lớn 12. Thì chúng ta sẽ thực hiện là chia 2 vế cho trừ 6. Chia vế cho trừ 6. Và lúc này cái dấu bất phương trần nó thế nào? Đổi À, nó đổi chiều lại nhá. Cái chỗ này rất quan trọng này. Chúng ta phải ghi nhớ là nó phải đổi chiều ngay lập tức. Thì tại sao? Thì thầy đã giải thích quá nhiều rồi nhá. Rồi đơn giản đi, chúng ta sẽ được là C. C bằng âm 2. Cái gì? C bé hơn 2 âm 2. Âm 2. Rồi, vậy là chúng ta sẽ biểu diễn ở đây. Là à, thầy xin lỗi, chỗ này là chữ X chứ không phải chữ C. Vậy là chúng ta thay chữ C bằng chữ X ạ. Vậy là X bé hơn trừ 2. Chúng ta điền vào đây. Và chúng ta giải quyết được. Rồi mời bạn Khánh Lân. Khánh Lân. Dạ. Rồi biến đổi làm sao? Biến đổi giống như là phương trình thôi. Đơn giản gì đi trước. Yeah. Số mấy? Số 13. À, số 13. Vậy là 5x cộng 13 lớn hơn trừ 37. Thì bây giờ chúng ta thực hiện cái thao tác là chúng ta trừ 13 vào 2 vế. Trừ 13. Thì chúng ta sẽ được cái gì ở đây? Bên trái nó là gì? Yeah, 5x. 5x. 5 nhân x á. Lớn hơn trừ mấy? Yeah, trừ 50. Rồi, trừ 50. Tiếp tục. Làm gì tiếp? Làm gì tiếp? Yeah. Chia 5 cho 2 vế. À, chia 2 vế cho 5. Không đổi chiều, đúng chưa? Chúng ta chia số dương. Rồi, đơn giản thì đi được mấy? Dạ, là X lớn hơn lớn mấy? 10. Trừ Dạ, trừ 10. trừ 10. Rồi chúng ta điền vào đây. X lớn hơn trừ 10. Và tại sao nó không đúng? Chúng ta xem coi chúng ta bị lỗi lầm chỗ nào. Lớn hơn bạn thầy ơi. À, cái ký hiệu lớn bằng. Đúng rồi, chúng ta chọn thiếu. Rồi, lớn bằng. Ok. Đây, mời bạn Đăng Khoa.
Băng khoa. Băng khoa. Băng khoa. Bạn đăng khoa mấy hôm rồi, học thầy mời không thấy trả lời thì không biết là học hành như thế nào. Thầy mời không được. Rồi thầy mời bạn Vi Luân. Vi Luân đâu? Vi Luân. Dạ. Rồi Thầy. giải cho thầy cái bất phương trình này sao? Mình sẽ chuyển D về một vế thì mình sẽ chuyển trừ 11 qua bên còn lại thì sẽ là Rồi, trừ chúng ta sẽ 2D. cộng 11 hai vế. Vậy là Dạ, trừ cộng 11 một. trừ 2D lớn hơn bằng trừ 1. Chúng ta sẽ thực Thực hiện hiện bằng đó. là đơn giản cái hằng số mà nó đứng độc lập, không dính tới biến số. Thì chúng ta phải đơn giản thì chúng ta cộng 11 và 2 vế. Cộng 11 vào. Thì lúc này chúng ta đơn giản đi thì chúng ta bên trái được cái gì? Trừ. Trừ 2D lớn Lớn hơn hoặc hoặc bằng. bằng 12 ạ. Sao 12? 12 ạ. À, chỗ này số 1. Rồi, vậy là 12. Rồi làm gì tiếp? Sau đó là sẽ chia cho trừ 2. Rồi, chia 2 vế cho trừ 2 thì vế Đi trái nó mất. Thì đổi đổi dấu chiều, đổi chiều chúng đổi dấu. trừ Vậy là 6 ạ. 12 chia trừ 2. Trừ Vậy là 6 D bé D khỏi bằng trừ 6. bằng trừ 6. Rồi, chúng ta nhớ điền thêm cái dấu tương đương ở đằng trước khi chúng ta trình bày tự luận. Chúng C ta mà trình bày tự luận thì chúng ta phải có thêm cái dấu tương đương để nói rằng là các phát biểu này nó tương đương với nhau. Vậy chọn câu nào? Chọn nào? Câu nào? C À, câu C. Chúng ta thấy câu C. Rồi tương tự như vậy nha các bạn. Các bài khác tương tự. Nên thầy chỉ ôn tập hướng dẫn cho các bạn chỗ này thôi. Còn các câu kế tiếp các bạn tự xử lý thêm. Rồi thầy sửa thêm câu kế tiếp. Bạn Minh Hòa có mặt chưa? Thanh Bình chưa thấy. Tường Vi. Bạn nào chưa vững thì cho thầy mời các bạn đó để thầy kiểm tra cho kỹ hơn nhé. Còn những bạn nào đã vững rồi thì nhường cho các bạn chưa vững để trả lời. Tường Vi đâu? Rồi. Rồi. Ở đây người ta cho biết cái bạn này đang muốn cái gì? Đen. Tối thiểu là mấy cái? Ba cái kia mềm. Ba cái tấm chăn để Từ tặng thiện cho. cho những cái máy máy ấm từ thiện gì đấy. Nó gọi là homeless shelter. Là những người vô gia cư. Thì bây giờ Darcy đã Rochester này với một tỷ lệ bao nhiêu? Giờ 1/15 của một cái mền mỗi cụ. Đã làm cái này là với một cái tốc độ là 1/15 của một cái mền, tức là giống như bạn phải đan lát hay là thêu thùa gì đó, may vá gì đó để tạo ra cái blanket này. Và để tạo ra cái này thì mỗi một ngày cái tốc độ làm của bạn ấy là bao nhiêu? Làm là bao nhiêu? Dạ con số ngày 1 phần 15. mỗi 1 phần ngày 15 ở đây chính là 1 phần 15 gì? một Cái phần blanket. năm Blanket. Đó, trên một. Trên một ngày đúng không? Cái đơn vị của của nó này. Cái đơn vị của nó đây. Là nó làm được bằng này. Trong một ngày. Vậy thì nếu chúng ta người ta nói là xác định cái bất phương trình với số ngày sẽ làm là bao nhiêu ngày? S. S ngày. Vậy thì nếu chúng ta làm S ngày và với cái tốc độ là 1 phần 15 thì chúng ta nhân S ngày thì chúng ta được được cái mà nó gọi là 1 phần 15 S. Nó gọi là cái gì biết không? 1 phần 15 S nó chính là cái gì? Nó là tổng số kiếm mền hả? Nó chính là cái số lượng cái mền đã làm được trong S ngày. Và người ta nói rằng là bạn này phải làm thế nào? Ít nhất là ba cái mền. Ít nhất là ba cái, tức là chúng ta cho cái tổng số lượng này nó phải sao? Nó phải ít nhất là ba cái. Ít nhất thì chúng ta biểu diễn toán học bằng cách nào? Là lớn hơn hoặc là bằng ba. Đúng, chúng ta đang số hóa cái bài toán.
thì chúng ta thấy là chúng ta dùng ký hiệu là lớn hoặc bằng bằng 3 thì coi như chúng ta đang có một cái phát biểu để mà chúng ta giải quyết cái bài toán là yêu cầu viết cái bất phương trình để xác định cái số ngày, xác định cái số ngày. Vậy thì cái số ngày đó nó sẽ phải thỏa mãn cái gì? Là cái sản lượng mà bạn ấy làm được trong S ngày nó phải lớn hoặc bằng 3. Và chúng ta viết được cái này. Sau đó chúng ta giải thì chúng ta tìm được cái gì? Dạ, tìm được Chúng ta số thấy nó là S trên 10, 15 lớn bằng 3. Chúng ta làm gì? Làm gì? thì chúng ta Làm gì lấy để tìm được cái? 3 nhân cho 15. Chúng ta nhân 15 hai vế nha. Chúng ta nhân 15 hai vế. Thầy cứ làm từ từ. Nhân 15 hai vế. Thì chúng ta thấy là bên tay trái của chúng ta nó chỉ còn là S. Cho lớn bằng mấy? Dạ, 45. 45. Vậy thì chúng ta viết vào đây một cái bất phương trình để mô tả bài toán là 1 phần 15 nhân cho S. Thì xem là S. Và nó sẽ phải lớn hoặc bằng 3. Đó là bất phương trình. Và khi chúng ta giải ra được kết quả thì chúng ta cần lấy cái mốc bao nhiêu? 45 làm chuẩn. Và chúng ta lấy như vậy đủ chưa? Dạ rồi. Rồi. Rồi, bạn nào đồng ý với ý kiến của bạn? Giơ tay thầy chào. Thầy muốn kiểm tra lại các bạn đã nắm được cái cách mà chúng ta số hóa một cái bài toán đố. Toán đố thực ra nó là liên quan tới vấn đề thực tế thôi các bạn. Vậy thì khi các bạn làm được toán đố, điều đó chứng tỏ rằng là các bạn đã hiểu và các bạn vận dụng được vấn đề toán học để chúng ta giải quyết một bài toán thực tế. Thì cái quá trình chúng ta làm như vậy, chúng ta thấy người ta còn gọi nó là số hóa bài toán hoặc là người ta gọi là mô hình hóa bài toán. Đó, thì chúng ta giải quyết nó. Rồi những bạn khác, Vũ Phong, Minh Hòa, những bạn khác thì có ý kiến gì trong vấn đề số hóa này không? Thầy không thấy phản hồi, thì không biết là chúng ta có thắc mắc gì không? Bạn Phong có ý kiến gì không? Phong Phong Minh Hòa, khi chúng ta biết được cái tốc độ làm trong một ngày rồi, chúng ta nhân cho cái số ngày là S, thì chúng ta ra được 1 phần 15S. Nó là một cái biểu thức cho biết cái gì? Cho biết tổng số lượng bạn ấy làm được trong S ngày. Và người ta có một cái ràng buộc quan trọng là chúng ta phải ràng buộc lại là bạn ấy phải có cái sản lượng thế nào, nó phải tối thiểu là 3 cái thì mới đem đi tặng được. Vậy thì như vậy để hoàn thành được cái yêu cầu tối thiểu thì bạn đấy sẽ phải làm tối thiểu là 45 ngày. Còn nếu bạn làm nhiều hơn 45 ngày thì cái sản lượng nó sẽ nhiều hơn. Vậy thì chúng ta sẽ tặng được nhiều hơn. Thầy không thấy bạn Phong phản hồi khi mà thầy hỏi nhỉ? Rồi thầy kiểm tra xem. Rồi. Vậy là chỗ này nó có vấn đề chỗ nào? Tường Vy. Tường Vy. Ở đây người ta kêu là tối thiểu bằng này để donate. À, ở đây nó còn có cái khúc này nữa. Nó kêu là gì? Chỉ còn 60 ngày. 60 ngày. Quên 60 ngày. À, 60 ngày cho đến khi cô ta muốn donate. Nhưng cô ta cũng muốn skip một vài ngày. Vì thế cô ta đã làm gì? Để cô ta có thể thực hiện theo Tình những nguyện cách. theo cách khác. Thì bây giờ nếu mà chúng ta nhìn lại coi là ở đây là một ngày làm được 1 phần 15. Bây giờ người ta nói là S. S là gì? Nghĩa là Số ngày đúng rồi, mà cô ta có thể có thể bỏ skip qua. là bỏ qua. Vậy là S không phải là số ngày làm nha các bạn. Chúng ta đọc kỹ đằng sau chúng ta thấy là skip, người ta giải thích S nó là số ngày đã bỏ qua. Bây giờ chúng ta xem coi nó so với cái 60 ngày là sao. Cô ta đã có 60 ngày cho tới khi cô ta muốn donate nó.
Vậy là từ cái lúc mà cô ta có ý định này cho đến cái thời điểm hoàn thành là cái này nó gọi là start day, còn cái này là finish, tức là lên kế hoạch là bao nhiêu ngày? 60. 60 ngày. Mà trong cái đó cô ta đã lướt bao nhiêu ngày? It's S ngày. Vậy thì số ngày thực tế cô ta làm mà là bao nhiêu? Số ngày thực tế làm là bao nhiêu? Nếu mà lướt đi S ngày thì số ngày thực tế làm là bao nhiêu? vậy là bằng S. Đâu có. S nó là số ngày đã bỏ qua mà. Đúng không? Skip. Số ngày đã bỏ qua. Phải không Vy? Yeah. Vậy thì số từ cái ngày mà cô ta có ý định để bắt đầu cho đến khi hoàn thành ấy, nó là 60 ngày. 60 ngày. Mà ở đây người ta cho biết đã lướt đi S ngày thì số ngày thực tế nó là bao nhiêu ngày đây? Là mấy? Là 60 triệu S. Rồi, 60 trừ S. Vậy thì cái sản lượng thực tế của ta sẽ làm là 1 phần 15. Sao? Còn 15 nhân Nhân số 60 ngày. triệu 60 trừ S. lớn hơn bằng 3. Lớn bằng 3. Vậy là chúng ta cần kiểm tra lại cái đề bài. Đề bài người ta cho chúng ta là 60 ngày. Từ cái lúc đó. Từ cái lúc mà cô ta muốn. Muốn làm. Rồi vậy thì chúng ta sẽ ra được là 60 trừ S lớn bằng mấy? Dạ ba. Nhân hai vế cho 15 đúng không? Dạ. Không. Nhân hai vế cho 15. Thì chúng ta được 60 trừ S nhân cho 15. Thì chúng ta ra được là bao nhiêu? 60 trừ S lớn nào bằng? Bằng mấy? Dạ. À, chỗ này số 3 chưa? Lớn bằng 45. 45. Rồi. Tiếp tục. Dạ, giờ lấy 45. Chúng ta trừ hai vế là 45. Thì chúng ta lấy là 60 này. Trừ S. Trừ 45. Lớn nào bằng? Không. 45. Lớn bằng không. Dạ. Chúng ta trừ 45 hai vế rồi. Thì bên tay phải bằng 0. Vậy là 60 trừ 45 là có 15. Trừ S lớn bằng 0. Bây giờ chúng ta phải làm động tác là chúng ta cộng S vào hai vế. Thì bên vế trái chúng ta còn lại là 15 lớn bằng mấy? Để lớn hơn bằng ấy. S. Vậy thì S chúng ta sẽ phải là lấy mốc là 15 này. Và chúng ta sẽ phải Đổi cái đâu. quay chiều lại. Rồi. Rồi các bạn khác có ý kiến gì không? Bạn Anh Hư có ý kiến gì không? Bạn Vân Lam. Vân Lam. Dạ, như thế này. À, Vân Có Lam có cái ý kiến gì về bài toán này không? kiểu. Dạ. Rồi bạn nào đồng ý với sự điều chỉnh của bạn như vậy, giơ tay người ra. Bạn nào đồng ý giơ tay. Chúng ta cứ dựa vào bài toán để chúng ta xem coi là bài toán nó cho mình cái gì. Nó cho mình tốc độ rồi, nhưng mà lúc đầu là chúng ta thấy là bạn nó dùng là S ngày, thì S nó không phải số ngày mà nó nói là số ngày mà bạn ấy bỏ qua và cho tới khi gặp cái mục tiêu, tức là cái thời gian bạn bỏ qua là S ngày. Vậy thì cái ngày thực tế mà bạn ấy có làm chỉ là 60 chữ S. Bạn Vi Luân có ý kiến gì không? Vi Luân Anh Thư. Thanh Bình. Nó không không đáp ứng. Vậy thì coi chúng ta có đọc hiểu cái chỗ tiếng Anh này nó có một cái gì đó mà chúng ta chưa rõ không?
Chúng ta lưu ý là cái này nó bằng tiếng Anh đấy, nên chúng ta cần cần hiểu hiểu xem coi là cái ý chỗ đó là cái gì. Đôi khi chúng ta hiểu sai cái câu tiếng Anh đó. Rồi bạn Vân Lam giỏi tiếng Anh này, cho thầy Nhận hết rồi. ý kiến coi. Dạ thì Mục tiêu là bạn đấy phải đáp ứng sản lượng là bao nhiêu? dạ ít nhất ba cái mền. Cái sản lượng nhé, chúng ta phân tích là cái sản lượng hay còn gọi là cái số lượng bạn ấy làm là phải lớn hơn là bằng, lớn bằng mấy? Lớn bằng ba. Dạ ba. Rồi, biết cái sản lượng này nó được xây dựng bởi một cái phép toán gì? Là chúng ta xem coi là cái tốc độ làm của bạn ấy, đề bài nó cho là cái rate tốc độ nó là bao nhiêu? Là một phần. Dạ 1/15 Một phần một 15. ngày Vậy một. thì chúng ta phải nhân cho cái khoảng thời gian, đúng không? Cái thời gian mà bạn ấy thực làm đó, cái thời gian. Thì cái sản Dạ. lượng này nó mới phải lớn bằng 3. Bây giờ vấn đề là chúng ta phải đặt ra là cái thời gian mà bạn ấy làm là được bao lâu. Thì nó sẽ phụ thuộc vào cái câu đằng sau này. Người ta nói gì này? Ở đây người ta nói gì là Bạn có 60 ngày. Bạn 60 làm. ngày cho tới khi nào? Dạ cho tới khi mà phải donate cái quan kịch. Sẽ phải donate. Tức nghĩa là từ cái thời điểm mà bạn ấy thực hiện dự án và start, và phân tích lại cho đến khi mà finish dự án là bao nhiêu ngày? Vậy là 60 ngày. Rồi chúng ta phân tích lại coi nó là 60 ngày nhé. Chúng ta đang problem solving đó mà, nên chúng ta sẽ thảo luận để chúng ta xem coi là cái đề bài, cái yêu cầu và người ta muốn mình giải quyết cái gì, người ta cho mình cái gì. Nên nếu mà chúng ta problem solving không kỹ thì chúng ta sẽ thiếu đi các yếu tố của đề bài. Rồi vậy là chúng ta xác định được từ lúc bắt đầu dự án cho đến hoàn thành thì là 60 ngày. Nhưng mà ở đây nó cũng cho một cái yếu tố gì đây? Dạ thứ hai là bạn đó cũng muốn skip mấy ngày để mà có thể làm từ thiện. Là bỏ qua một vài ngày để đi thực hiện cái công việc khác, đúng không? Đi đi thực hiện cái tình nguyện khác này, ý vậy vậy, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi vậy thì nếu nếu mà bạn đấy tình nguyện đi việc khác thì ở đây người ta yêu cầu chúng ta viết cái một cái bất phương trần mà xác định cái số ngày gì, số ngày S. Mà S ở đây người ta giải thích rõ S đó là cái gì. S là những cái ngày mà bạn Có có thể thể bỏ qua, dạ có thể bỏ qua nhưng mà vẫn đáp ứng được mục tiêu, đúng không? vâng. Vậy thì chúng ta xem coi là bạn ấy được phép bỏ qua bao nhiêu ngày, bao nhiêu? Đề bài nói là bỏ qua bao nhiêu ngày đây? Vậy là ít ngày. Nếu mà ban đầu dự định là 60 ngày để làm, 60 ngày để làm thì bây giờ là bạn ấy muốn bỏ bớt đi vài ngày, đúng không? Bỏ bớt đi vài ngày để làm một cái việc khác. Vậy thì cái ngày mà thực tiễn số ngày làm nó sẽ là bao nhiêu? Vậy thứ hai là 60 trừ S. Rồi, 60 chữ S. Vậy thì cái số ngày thực tế này này, nếu mà làm mà nhân cho cái tốc độ này thì nó vẫn phải thỏa mãn là phải lớn hơn bằng 3. Vậy là chúng ta thấy là 1 phần 15 nhân mấy? Nhân 60 trừ S, đúng không? Lớn nó bằng, lớn bằng 3. Vậy thì lúc nãy bạn làm tới đây là đúng rồi, đúng không? Và kết quả này nó cũng là đúng. Chỗ này lúc nãy chúng ta quên chưa sửa này, đúng không? Chúng ta quên chưa sửa lại thôi. Rồi, chúng ta kiểm tra lại 60 trừ S. Đó. Vậy là chúng ta phân tích bài toán xong, chúng ta xây dựng được cái này và chúng ta ra được cái nghiệm để thầy kiểm tra lại là 45, 60 trừ 45 là 15, vậy S nhỏ nó bằng 15. Rồi, vậy là lúc nãy chúng ta bị thiếu chỗ này. Ok. Rồi, thầy mời một bạn problem solving cho thầy.
Mời bạn Phong Vũ. Phong Vũ. Dạ con đây thầy ơi. Rồi, problem solving này xem. Người ta cho Rồi, cái đấy. Đáy của một cái bàn, đúng không? Đáy của một cái bàn. Cho biết cái đáy nó là bao nhiêu? Dạ 47,5 cm cách khỏi mặt đất. À, cách khỏi mặt đất. Nếu mà chúng ta hiểu á, là cái mặt đất của chúng ta đây. Bây giờ nếu chúng ta có một cái mặt bàn và chúng ta có cái bàn nó có cái chân, thì ý người ta nói là cái đáy của nó đó, đáy là từ dưới này này đến mặt đất này này, ta vẽ này. Khi chúng ta có phần sơ mình là chúng ta phải vẽ bài và chúng ta phải vẽ minh họa để chúng ta hình dung ra cho nó dễ. Tức nghĩa là chúng ta minh họa đó. Thì chỗ này chúng ta biết được nó là 74,5 cm từ dưới sàn lên. Và sau đó bạn này làm gì? Dạ bạn ngồi trên cái ghế. À, ngồi bạn trên chỉnh cái được độ ghế. Cao. Ngồi trên cái ghế, mà cái ghế này nó có khả năng gì đây? Dạ chỉnh được độ cao. Rồi, cái ghế này có thể chỉnh được độ cao. Vậy thì thầy có thể vẽ cái ghế này như sau. Giả sử những cái ghế này, thầy vẽ nó như vậy, mặt ghế. Và thầy có một cái ben, cái ghế này nó có thể chỉnh được độ cao nha. Và chúng ta thấy nó có cái chân đó. Thì chúng ta vẽ giống vậy là nó chỉnh được. Và nó cho biết là cái top là bên trên là trên cái gì? Cái top Dạ, của cái gì đây? Là cái đỉnh. Đỉnh của cái gì? Dạ, đỉnh của cái chân thì nó là 49,3 cm À, cách giả sử khỏi mặt chúng đất. ta vẽ cái chân của mình màu vàng đi. Thì ý nó nói là cái đỉnh của cái chân đây này. Rồi. Thì nó đã làm gì? Nó là 49,3 cm. 49,3 từ mặt đất. Tức nghĩa là chúng ta đang có cái độ cao từ mặt đất cho đến cái đỉnh của cái chân này. Đúng chưa? Đúng không Phong? Dạ. Yeah. Thầy vẽ đúng không? Thì đúng rồi. Rồi. Bây giờ nó nói là mỗi một cái clockwise rotation nghĩa là cái gì? Dạ là cái khi mà mỗi lần mình vặn theo chiều kim đồng hồ trên cái đồ nâng của cái ghế thì nó sẽ nâng cái chân lên 4,8 cm. À, người ta nói là giả sử như thầy phóng to cái núm vặn ở đây đi ha. Thì nó nói là cái núm vặn ở đây thầy phóng to nó ra, thầy phóng to nó ra. Thì nó là cái núm. Khi mà chúng ta quay nó theo chiều kim đồng hồ. Vậy thì mỗi một vòng của nó quay thì chúng ta thấy là nó sẽ chỉnh được độ cao là bao nhiêu? Cái chỉnh Một được vòng. độ cao Một vòng là dẫn tới chỉnh độ cao 4,8 cm. là 4,8 cm. Rồi. Giờ yêu cầu cái gì đây? Dạ, mình phải biết ở cái inequality để mà chúng ta phải Xác định. chúng ta xem bao nhiêu cái chỉ Không cái quay. xoay À. r mà Ignacio có thể xoay mà không để cái chân đụng cái bàn. Rồi. Bây giờ theo ý tưởng của bạn Phong thì là làm sao? Mỗi một vòng quay thì nó chỉnh độ cao lên bằng này đúng không? Dạ đúng. Đúng không? Vậy thì nếu mà quay R vòng thì chúng ta hiểu rằng là cái chiều cao nó sẽ nâng lên được là bao nhiêu? Dạ, chiều cao có thể nâng lên được 4,8 R. Đúng, chính xác. Chúng ta được 4,8 R. Vậy thì cái phần chiều cao chỗ này nó sẽ xoay này. Là nó làm cho chỉnh này lên này. Thì nếu chúng ta quay R vòng, đấy nhá, quay R vòng, thì chúng ta thấy cái phần chiều cao này nó là 4,8 R. Vậy thì chúng ta thấy cái giới hạn của cái việc chúng ta quay thì nó nằm ở đâu? Dạ nó nằm là phải bé hơn 47,5. Gì? 74,5 chứ? 47,5. Tại sao nó là 47,5?
Đây nó bé hơn 47,5 á. Bây giờ chúng ta xây dựng cái bất phương trình cái đã. Chúng ta lấy cái chiều cao của cái sân đúng không? Bao nhiêu? 49 chấm mấy? Phải. Chấm 3 cộng với cái chiều cao mà chúng ta được phép điều chỉnh là bao nhiêu? 4.8. Thì bắt buộc nó sẽ phải thấp hơn cái gì? Là phải thấp hơn cái đáy của cái bàn là 7 47,5 và 4.5. bé hơn. Thì chúng ta có cái bất phương trình này. Chúng ta ra được cái bất phương trình 49.3 cộng cho 4.8 R, nó sẽ bé hơn được bằng. Dạ bé. Tại vì nó là sao mà bà có thể xoay mà cái chân không đụng cái bàn. 4 à, 74 à, 74.5 chứ nhỉ. 74.5 thầy ghi nhầm chỗ này là chấm 8 chỗ này. Thầy xin lỗi. Chỗ này. Thầy Sao? con nghĩ là cái dấu bé hơn hoặc bằng phải đổi là thành dấu bé hơn á. Tại sao? Tại vì người ta nói trong đây á là cái phải viết ra cái phương trình để mà tính ra cái số lượng vòng quay mà Ignacio có thể xoay mà không để cái chân đụng cái bàn, không để chân đụng cái bàn phải bé À, hơn chứ. à nếu mà đúng rồi, bạn phân tích đúng chỗ này để cái chân không đụng tới cái bàn. Đó. Tức nghĩa là bạn sẽ dùng ký hiệu là nhỏ hơn. Rồi. Thầy có hai dấu nhỏ rồi. Rồi, để có thể sửa lại. Rồi, ok. Rồi, bây giờ chúng ta giải bớt phương trình này. Thầy xóa bớt cái chỗ dấu bằng này đi. Rồi, đầu tiên thầy khảo sát coi là cái bớt phương trình của bạn đúng hay không. Bạn nào đồng ý với bạn, giơ tay để xem. Thầy xóa bớt đi để chúng ta dễ hình dung nha. Thầy xóa bớt đi. Bạn nào đồng ý, giơ tay cho thầy. Để thầy biết được coi là bạn nào nắm được, không nắm được chỗ nào so với cái đề bài. Thường là các bài toán đố chúng ta sẽ thấy chúng ta thường hay gặp khó khăn, thì đòi hỏi chúng ta phải đọc đề và chúng ta phải vẽ mô tả ra như thầy vẽ đấy, thì chúng ta mới hình dung ra được bài toán. Tại vì chúng ta không vẽ chúng ta đâu có hình dung đâu, tại vì hình ảnh ở trên này người ta yêu cầu chúng ta phải tự vẽ để chúng ta tự xác định, để chúng ta tự minh họa. Chúng ta thấy rằng cái đáy bàn so với mặt đất là bằng này, còn cái chiều cao của cái chân từ đỉnh xuống dưới nó bằng này. Vậy thì cái khoảng màu tím này là cái khoảng chúng ta sẽ được phép chỉnh, mà cái chiều cao này nó sẽ tăng theo cái tỷ lệ này, và nó liên quan đến bài toán tỷ lệ chúng ta học ở lớp 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 6 và lớp 7. Thì cái tỷ lệ này chúng ta thấy là đề bài nó cho là gì, mỗi vòng là nó tăng lên là 4.8 cm, hai vòng thì chúng ta lấy 4.8 nhân 2 R vòng, tức là nó tăng R lần thì nó sẽ là 48, 4.8 nhân cho R. Vậy thì 4.8 R nó chính là cái chiều cao được phép tăng lên. Và cái sự tăng lên này nó cộng với cái khoảng cố định là cái chân của mình thì bắt buộc nó phải bé hơn cái đáy của cái bàn. Vậy thì bạn chọn là bé hơn. Và như vậy chúng ta giải quyết bài toán này. Chúng ta giải quyết tiếp giải bất phương trình này. Bạn giải tiếp cho thầy xem. Làm gì? Dạ Trừ thì hai đầu tiên vé mình sẽ cho phải lấy chơi bốn giống chấm 9 ba. phẩy Rồi, trừ hai vé 4.3. Thì chúng ta sẽ được cái gì? Bên tay trái là được cái gì đây? dạ trên giấy sẽ bằng 4,8 r, Đó, bé bé hơn. bé hơn là 25,2. 25,2. Kiểm tra kỹ nha. Để thầy cộng lại thì xem. 3 cộng 2 tức là 5 rồi. 9. Đâu rồi? 9 cộng với 5 tức là 14. Viết 4. Nhớ 1. 2, 4 cộng 2 là 6. Nhớ 1 là 7. Rồi, bạn ra này đúng. Rồi làm gì tiếp? Dạ xong rồi sao chúng ta lấy 25,5
Nhưng là phải lấy 23,2 đem chia cho 4,8. Rồi, xác định được R là nhiêu? Để đã xíu. Dạ là 5,25. Bao nhiêu? Bao nhiêu? R là bé hơn. Dạ 5,25. 5.25 ạ. Dạ đúng rồi, 5,25 hoặc là 5 phẩy. Rồi, ok. Rồi, thầy thử dùng cái này. 5.25. Các bạn đều có thể tự làm để các bạn đối chiếu với ý kiến của bạn nhé. Rồi, bây giờ thầy kiểm tra xem là bạn nào đồng ý với cái kết quả 5.25 cho thầy. R bé hơn 5.25. Nếu chúng ta thấy cùng kết quả như vậy. Chúng ta thấy là chúng ta học online thì chúng ta một tuần có một buổi. Nó rất là bị giới hạn về thời gian. Nên sẽ đòi hỏi các bạn phải về nhà làm bài này. Trong lớp là chúng ta cũng phải chủ động để chúng ta tính toán. Chứ chúng ta không không chờ đợi bạn làm hay là thầy làm. Chúng ta phải tương tác thêm vào. Chúng ta cũng phải tự chủ. Rồi chúng ta sẽ có ý kiến về 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 cái bài toán. Thông thường nếu chúng ta học ở trong lớp, chúng ta học học ở trong lớp trực tiếp thì chúng ta có khả năng là chúng ta sẽ có điều kiện để chúng ta chia nhóm ra chúng ta thảo luận và chúng ta có nhiều tiết để chúng ta làm được cái việc đó. Còn bây giờ nếu nếu mà thầy dạy theo cái cách mà chia nhóm như vậy đó thì chúng ta phải cần rất nhiều thời gian thì chúng ta mới học được cách đó. Còn bây giờ chúng ta học online mà một tuần có khoảng 2 tiếng nên chúng ta không có sự lựa chọn khác, đúng không? Thì nó cũng sẽ có những cái giới hạn thì chúng ta đôi khi chúng ta phải nhận và chúng ta chủ động hơn, chúng ta tự chủ chúng ta làm và chúng ta tương tác vào đó. Nếu bạn sai chúng ta có thể có ý kiến, nếu mà chúng ta thấy được bạn sai chúng ta phản biện, chúng ta chỉ là cái lỗi sai cho bạn nằm ở đâu. Rồi chúng ta cùng làm việc mà, chúng ta tập với cái cách học là chúng ta cùng làm việc với nhau chứ không phải là người khác làm việc thay mình. Chúng ta đừng có tin hoàn toàn vào cái của người khác làm là sẽ đúng, mà chúng ta phải tự làm để chúng ta kiểm chứng và chúng ta đối chiếu xem coi bạn bị sai logic chỗ nào, đọc nhầm chỗ nào hoặc là thầy có chỗ nào đang 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 trao đổi với bạn đấy chúng ta còn thiếu, chúng ta đều hoàn toàn đóng góp xây dựng bạn. Thế các bạn. Rồi thì kiểm tra coi còn số bạn chưa thấy phản hồi. Khánh Linh, Vân Lam, Ý Nhi, Vân Hòa không thấy phản hồi. Thì có ý kiến gì khác hay không? Lỡ may bạn chia sai thì sao? Thầy đâu có biết bạn chia đúng hay chia sai nên chúng ta phải có ý kiến vào. Còn nếu chúng ta không có ý kiến tức là chúng ta cũng đang đang sai giống bạn. Rồi mời bạn Thanh Bình. Thanh Bình. Dạ. Ở đây người ta cho chúng ta là bạn này sở hữu bao nhiêu? Dạ 20 đô la. 20 đô la. Để làm gì? Để xài trong cái đi tiền taxi. Đúng rồi. Thì bây giờ người ta nói cái hành trình này này nó tính giá là bao nhiêu? Dạ 5 đô la. Và Cộng cho 2,50 đô la sao mỗi km. ở trên mỗi km, tức nghĩa là đi taxi là nó sẽ có 2 chi phí. Thứ nhất là chi phí cố định là chi phí mở cửa đấy, nó gọi là ta mở cửa ra đi nhiều đi ít là người ta cũng tính tiền, đó là chi phí mở cửa. Còn cái chi phí thứ hai là nó sẽ tính theo km và cứ 1 km là 2.5 đô thì nó tương đương là khoảng bao nhiêu tiền nhỉ? Cho là 25.000 một đô đấy, 2 đô là 5 chục cộng thêm mười mấy nó khoảng khoảng là 60.000 một km. Các bạn thấy cân không? Tức là với chi phí ở nước ngoài chúng ta đi là khoảng 60.000 km, trong đó ở Việt Nam chúng ta đi có mười mấy ngàn km thôi. Như vậy là chúng ta đang đi rất là rẻ ở nước ngoài, nó là mắc. Có thể là đầu tiên chúng ta thấy tại sao chi phí đi taxi nó mắc. Thứ nhất là xe có thể xịn hơn, không? Xe xịn hơn, xe xịn hơn thì nó sẽ mắc hơn. Còn lý do nào nữa không? Không bạn bệnh ngoài xe xịn Dạ còn gì không? Lý do tại sao nó mắc? hình như là nước dầu Xăng, có thể xăng. xăng ở nước đó không được trợ giá nên nó mắc hơn. Còn xăng ở nước được trợ giá thì nó rẻ. Thì xăng cũng tạo ra sự khác biệt về chi phí đi taxi. Còn nào nữa không? Chi phí này mới quan trọng này. Chi phí gì?
Thuế. Thuế, rồi. Rồi thuế. Thuế cũng được. Rồi, thuế. Có nào nữa không? Có gì nữa? Chi phí đó mới quan trọng. Chi phí đó mới quan trọng. Xe này nó có tự chạy không? Không. Vậy thì chi phí gì? Ai tài xế? Chi phí lương cho tài xế. Tại vì cái người ở nước ngoài đời sống nó cao thì lương của người đó nó phải cao, mà lương cao mà chúng ta đi 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 xe taxi là chúng ta chết các bạn. Giống như chúng ta đi qua Singapore thì nó rất là, bởi vì cái thu nhập của người Singapore cao hơn người Việt Nam rất nhiều, nên khi chúng ta đi bên đó là chúng ta sẽ phải phải trả cái tiền lương khá cao. Còn nếu mà chúng ta biết đi phương tiện công cộng thì phương tiện công cộng lại rất là rẻ. Ngoài ra chúng ta thấy còn có thể là có chi phí cầu đường nữa. Cầu đường, ví dụ như hạ tầng ở chỗ đó nó tốt thì nó có chi phí cầu đường nó sẽ cao lên, và nhiều chi phí ảnh hưởng. Thì cái này là thầy phân tích để chúng ta thấy rằng là về mặt đời sống và cái sinh hoạt của mỗi quốc gia nó khác nhau. Đấy, thì chúng ta thấy là chúng ta phải có sự chuẩn bị, có đi du học hay ra nước ngoài thì chúng ta biết rằng là ra nước ngoài chúng ta phải chuẩn bị cái gì. Ví dụ như thầy dẫn các bạn đi Singapore chơi chẳng hạn, là không có thuê xe taxi bởi đúng không? Thầy chỉ cho các bạn là ra làm cái thẻ để chúng ta đi đi tàu cao tốc chẳng hạn, thì chúng ta đi rất là rẻ, chúng ta di chuyển cả cái thành phố Sing hết có 2 đô một ngày thôi, rất là rẻ, nên chúng ta đi du lịch rẻ lắm. Còn nếu mà chúng ta đi taxi đi này kia là chúng ta chết tiền liền, như vậy là rất là tốn kém. Nên ngày xưa thầy dẫn các bạn các anh chị đi đi Sing để trải nghiệm, để học hỏi, để tương tác đấy, thì thầy thường dẫn các anh chị là đi bằng tàu điện ngầm, học cách sử dụng tàu điện ngầm để chúng ta đi du học, chúng ta cũng làm quen với cách vận hành đi công cộng như ở nước ngoài. Nếu các bạn có dịp thì các bạn có thể đi với bố mẹ để chúng ta học hỏi chuyện đó. Còn nếu bố mẹ không dẫn đi thì hỏi thầy, hôm nào thầy thầy có tổ chức thì thầy sẽ cho các bạn đi. Rồi bạn Bình tiếp tục. Giờ thầy quay lại bài toán của mình. Yêu cầu mình làm gì đây? Yêu cầu mình viết một cái phương Để trình xác định. xác định dùng D làm km Số km mình sẽ đi là D này. Để mà chúng ta bạn có đi. thể để bạn có thể đi được trong 20 đô la. Bây giờ mình tiêu hơn 20 đô được không? Vậy không? Không. Vậy thì cái money mà chúng ta sẽ phải trả đấy thì nó bị giới hạn là bao nhiêu? Giờ 20 đô. Đó, nó bị giới hạn là 20 đô nhá. Tức là cái ngân sách của mình là chỉ có 20 đô thôi. Mình đi làm sao đây, đây nó chỉ tối đa là 20 đô. Vậy thì chúng ta xem cái tiền này nó được tính như thế nào đây. Là 5 cộng cho Chi phí mở cửa cộng với số km 2.50, 2.5 2.5 km với cộng 2.5 km 2.5D, 2.5D nhân cho nhân D cho quãng đường có thể đi được là D, thì cái biểu nhỏ thức hơn này bằng phải bé nó bằng 20. 20. Và chúng ta có bất phương trình này thì chúng ta sẽ giải quyết nó. Giải sao đây? Giờ 20 trừ đi 5 Rồi, chúng bằng ta trừ 5 hai 15. vé thì chúng ta còn lại là 2.5D. Bé nó bằng 20 Vé nhân 5 chính là 10. 15. 15. Và chúng ta chia hai vé cho mấy? 2.5. Rồi, vậy là 15 chia 2.5. 2.5. Rồi, chúng ta chia ra bằng mấy đây? Giờ bằng 6. 6. Rồi, thầy điền vào đây. Chỗ này chúng ta sẽ có một bất phương trình là 5 cộng Cộng 2.5D. 2.5 D. Bé nó bằng. Đúng không? 20. Bé bằng 20. Và chúng ta sẽ ra được là Sáu. số km tối đa mà có thể đi cho cái số tiền này là bao nhiêu? 6. 6 km. Rồi, ai đồng ý với bạn giơ tay để xem. Rồi, thầy check nha. Rồi, hoàn toàn đúng. Rồi, bây giờ chúng ta còn một bài nữa để chúng ta ôn tập cái chỗ này cho kỹ. Tại vì cái này nó là cái phần khó nhất. Và thầy cũng muốn các bạn hiểu rõ nhất. Nên thầy sẽ sửa kỹ cho các bạn cái này trước khi chúng ta qua cái phần nội dung mới. Hiện nay các bạn cũng đã học được khá nhiều về toán học.
và chúng ta còn thời gian để chúng ta hoàn thành cuối năm. Nên cái nào chúng ta chưa vững, chúng ta quay lại, chúng ta xác định cho nó vững hơn. Và như vậy chúng ta học khúc sau nó sẽ nhẹ nhàng. Và cũng là cái thời gian để cho các bạn chăm hơn để chúng ta hoàn thành những cái bài mà chúng ta còn chưa làm hết. Ở đây thầy sẽ nhắc nhở những cái bạn này nha. Những bạn này cần cố gắng lên. Phải bắt kịp các bạn. Ở đây, bắt kịp các bạn. Ý Nhi, Khánh Lân, Nhật Tiến, Tường Vi. Đó. Bạn Thanh Bình thì còn ít thôi. Còn những bạn khác thì khá ok rồi. Đó. Thì chúng ta còn những bài nào mà chúng ta chưa hoàn thành. Chúng ta phải sắp xếp để chúng ta hoàn thành. Thì như vậy chúng ta mới vững được nhé. Đó, thầy tra lại để cho các bạn thấy. Những bạn nào làm còn 75 thì tạm thời thầy để đó. Thì có dịp thầy cũng sẽ ôn lại một lần nữa vào một cái dịp chúng ta rảnh để chúng ta thực sự là chúng ta vững chứ không còn 75 như vậy. Thì cái đó thì thầy sẽ xử lý sau. Bài. Đọc đề là bước đầu tiên là đọc thông tin. Để chúng ta phân tích coi từng câu phát biểu đó nó cho chúng ta điều gì để chúng ta sẽ số hóa từng câu phát biểu một dưới dạng toán học, từ đó chúng ta mới ráp câu phát biểu dưới dạng toán học và giải quyết nó. Thì đầu tiên người ta nói ba bạn này thế nào? Viết 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 nhiều hơn nhiều hơn bao nhiêu bài? 200 à 22 bài. 22 bài báo đúng không? Đúng rồi. Tức nghĩa là cái đề bài cho chúng ta biết là đã viết nhiều hơn hoặc bằng 22 bài. Tức là tổng số bài viết của ba người là nó phải lớn bằng 22. Thì chúng ta xem cái tổng số bài viết ở đây chúng ta sẽ số hóa nó như thế nào đây. Bạn này, Helois đã viết được bao nhiêu? 1/4 1 phần 4 so với bạn bạn Mustafa. Mustafa. Còn bạn Gia này thì sao? Viết nhiều hơn 3/2 Viết của đâu phải nhiều hơn? à viết viết bằng 3/2 Bằng của 3 phần 2 so với bạn Mustafa. Mustafa. Tức nghĩa là người ta đang so sánh bạn này bằng 1 phần 4 bạn Mustafa và bạn kia cũng bằng 3 phần 2 bạn Mustafa. Thì chúng ta xem coi đề bài người ta số hóa cái số lượng bài M là của ai? M là của Mustafa. M là của Mustafa. Vậy thì đầu tiên chúng ta thấy là số lượng bài của bạn Mustafa là M. Còn hai bạn kia là bao nhiêu? Hai bạn kia À, là hai nhiêu? hai 1/4 1/4 của M với cả 3/2 của M. M ạ. Còn bạn kia là 3/2. 3 phần 2 M. Vậy thì khi chúng ta cộng tổng số này lại thì chúng ta thấy là tổng số lượng này nó phải lớn bằng 22. Vậy thì đây chính là mô hình của bài toán. Chúng ta cần viết cái bất phương trình thể hiện điều đó. Viết vào đây. Chúng ta cứ viết hết vào. 1 phần 4 này. M này. Rồi cộng cho M này. Rồi cộng cho 3 phần 2 M. M. Thì nó sẽ phải lớn hơn, nhưng mà chỗ này có dấu bằng nhỉ, chỗ này nó có phải là dấu bằng không Không ạ. chứ nó là cái gì Lên bảng ạ. gì nó kêu là lớn hơn, tức nghĩa là nó chỉ lớn hơn thôi chứ nó không phải là bằng được. Bởi vì nếu nó bằng á, chúng ta phải dùng chữ gì, dùng chữ gì thì nó sẽ là dấu bằng. Cái này chúng ta dễ bị sai. Chữ gì? Ngoài. Chữ Chữ gì thì là chúng ta được phép dùng của bạn. Mời bạn ăn thư. Nhớ không? Dạ. Dùng chữ gì thì chúng ta có thể dùng chỗ bằng được. Dạ, cái Add. Add gì? Quen rồi. Mời bạn Vân Lam. Biết không? Chữ gì? Vân Lam. Dạ thưa thầy. Chữ gì? Chữ gì?
quên luôn. Bạn bạn nào biết cho tay này xem chữ nào thì chúng ta dùng dấu bằng, chữ nào thì về mặt ngôn ngữ chúng ta dùng chữ lớn bằng. Bạn nào biết giơ tay lên. Rồi Thanh Bình, chữ gì? Yeah, equal. Không phải, equal là dấu bằng rồi. Equal tức nghĩa là chúng ta dùng dấu bằng. Chữ equal là dấu bằng. The The same là dấu bằng. The same cũng là dấu bằng. The same là dấu bằng. Chữ y cũng là dấu bằng. Chúng ta số hóa nó thì chúng ta thấy những cái chữ này là dấu bằng, chứ không phải là lớn hoặc bằng. Bạn Vũ không? Để hỏi mấy bạn chọn tiếng Anh này. Vũ không? Dùng chữ gì? Không ai nhớ hết. thì Chữ gì câu không? đây lại nè, Chữ ạt thì gì? bây giờ thì để nhưng mà tìm cái số Thầy thầy đang hỏi, cái m thầy đang hỏi là lớn hoặc bằng thì trong cái bài toán nó phải dùng cái chữ gì thì chúng ta mới biết là xác định là lớn hoặc bằng. Chữ gì? Ạt gì? thầy nói gì thầy nói nhỏ quá. Thầy đâu nói nhỏ đâu, thầy nói hết cỡ rồi đó. Kiểm tra lại xem cái mic. Thầy đang nói là lớn hoặc bằng này này. Thì về mặt tiếng Anh là chúng ta dùng chữ gì để biểu thị là lớn hoặc bằng khi chúng ta số hóa nó? À, về cái chữ tối thiểu đấy, At tối least. thiểu at least, at least là chữ tối thiểu đúng không? Khi người ta nói là Group. tối thiểu phải là 22, chữ at least đấy thì chúng ta mới dùng dấu bằng. Còn này nó gọi là more than, và chỉ lớn hơn thôi. Rồi bây giờ chúng ta giải quyết tiếp. Bạn bạn nào lúc nãy thầy đang đang trả lời nhỉ? Bạn nào lúc nãy Còn còn rồi Minh Hoài trả lời tiếp đi, cộng lại đi là nhiêu? là được 5 phần Thầy quy đồng cho 4 đúng không, thì là m cộng 4m bằng cộng 10 6m chia mấy? chia cho 4 ạ. 4 lớn hơn 22. Rồi thầy gom lại thì nó sẽ ra bao nhiêu? Là 11 m chia 4 lớn hơn 22. Rồi, chúng ta được là 11 m chia 4 lớn hơn 22. Vậy thì chúng ta sẽ chuyển 4 qua, tức là 11 m lớn hơn 11 nhân 2. Rồi chúng ta nhân tiếp cho 4, nhân tiếp cho 4 cho lại. Nhân tiếp cho 4. Vậy là chúng ta thấy đơn giản được số 11 nữa. Thì chúng ta thấy m lớn mấy? M lớn hơn 8 Lớn 8. Vậy chúng ta chọn câu nào? câu C. Rồi chúng ta có câu C. Câu C. Và trên này chúng ta ghi là lớn hơn. Lớn hơn hàm 2. Rồi ai đồng ý với ý kiến của Minh Hoài giơ tay thầy xem. Chúng ta đã số hóa bài toán thông qua việc người ta nói là tổng số, cái là combined total này, mà kết hợp lại thì nó sẽ phải lớn hơn 22. Mà bây giờ mỗi một người thì chúng ta mới biết được là cái bạn Mustafa là m, còn những bạn khác thì là 1/4 m cộng m cộng 3/2 m thì nó phải lớn 22. Và cuối cùng chúng ta giải nó ra thì chúng ta tìm ra được cái này. Người ta yêu cầu chúng ta đi tìm cái này là đi tìm gì đây? Tìm gì đây bạn à? Tìm gì đây? The solution set nó là cái gì? Là cái gì mời? Mời bạn Tiến. Tiến. Cái chữ the solution set nghĩa là cái gì? Cái giải kết quả. Cái solution nó là nghiệm. Cái từ set ở đây chính là cái chữ tập hợp á. Thì chỗ này chúng ta hiểu nó là cái tập hợp nghiệm, hay người ta gọi là tập nghiệm của cái bất phương trần. Nghĩa là chúng ta đi tìm là những giá trị m nào
làm cho cái bất phương trình này nó đúng nha các bạn, đúng. Tức là chúng ta đi tìm cái tập nghiệm hay còn gọi là những giá trị của M nào làm cho nó, làm cho cái bất phương trình này nó đúng, đúng chỗ này. Thì chúng ta đã học giải bất phương trình rất là nhiều rồi nên thầy không lặp lại nữa, thầy chỉ hỏi là cái solution set thôi. Đó là cái khái niệm căn bản về tập nghiệm đó. Vậy là chúng ta xác định ra được M lớn 8. Thì có một số bạn đồng ý thôi, còn các bạn khác thì sao? Hân, Khoa, Vũ Phong có đồng ý với bạn hay không? Chúng ta thấy sai chúng ta cứ chỉ ra sai thôi. Chúng ta đâu có biết là bạn đúng hay sai nếu như chúng ta không tự phân tích, không tự làm để chúng ta xác định được. Rồi, vậy là thầy muốn kết thúc cái phần bất phương trình này nha các bạn. Rồi, thầy đã ôn cho các bạn vững tới cái chỗ bất phương trình này. Thầy ra soát để xem coi là chúng ta vững tới đâu. Nếu chúng ta không vững thì nó rất là nguy hiểm cho những cái việc chúng ta học ở khúc sau. Nó khó lắm. Nó khó là do chúng ta không vững cái khúc đầu. Chúng ta vững khúc đầu thì cái khúc sau chúng ta thấy nó dễ dàng. Chứ đâu có gì khó khăn đâu. Mấy cái chỗ này thầy có dịp thầy sẽ ôn thêm một tí nữa. Ôn thêm một tí nữa. Còn chỗ này thầy vừa mới ôn cho chúng ta hai cái quan trọng này. Còn cái phần dưới này đó thì các bạn chưa chịu làm bài tới nên nó còn thiếu chỗ này. Thì chúng ta thấy là chúng ta còn bốn cái nội dung này, thầy sẽ đi tiếp vào tuần sau. Tại vì thầy còn chờ các bạn làm bài đấy các bạn. Nên các bạn phải chăm chỉ hơn trước khi thầy qua cái chủ đề kế tiếp là multi step equation đó. Đó quan trọng. Đó là chúng ta lên tới bắt đầu lớp lớn rồi. Thì bây giờ để chờ các bạn hoàn thành trong buổi tuần sau, bây giờ thầy sẽ dạy cho chúng ta cái này. Ở đây chúng ta cần viết cái phân số mà nó có thể lặp lại được cái số thập phân. Giờ chúng ta xem. Đây, thầy mời bạn ăn thư cho thầy ý kiến. Người ta hỏi là cái số thập phân nào có thể bằng với cái này. Chúng ta làm gì để chúng ta biết được, biết không? Chia. Cái gì? Chia. Chia đã thôi. Đơn giản là chúng ta chia. Còn nếu bây giờ thầy làm cách bình thường nhá, giờ theo ý kiến của bạn là chia. Với 7 chúng ta đem chia cho 75 thì chúng ta được mấy? Không. Được không? Thì chúng ta phải chuyển nó thành số thập phân là bé hơn, là chúng ta làm nhỏ đi gấp 10 lần. Tức là thành 130 cái gì? Cái 10. Chúng ta nhớ. Lúc nãy chúng ta đang có 13, ở đây là 13 watt. Thầy ghi lại. 3 watt. 13 watt. Thì chúng ta đổi ra là 130 tens. Tức là chúng ta bẻ ra nhỏ đi gấp 10 lần thì chúng ta được 130. Thì chúng ta hiểu ngầm cái đằng sau cái ten này ở Việt Nam chúng ta không viết. Chúng ta ghi 130 khi chúng ta đổi ra là không chấm này. Rồi 130 chia 75 thì được mấy? 1. Được mấy? Được 1. Nếu mà chúng ta được 2 nó là 150 là không đúng. Thì chúng ta trừ đi. Được mấy? Dạ 5. Là 55. Đúng không? Rồi chúng ta lại chuyển nó thành bé hơn 10 lần nữa thì cái chỗ 55 này nó là 55 ten. Thì thầy thêm không vào, tức là thầy làm nhỏ đi gấp 10 lần thì nó sẽ tăng số lượng lên. Vậy là 150 cái 100. Cái này thầy ôn lại của cái cũ thôi. Thì chúng ta lại lấy 150 này này. Chúng ta chia cho 75 thì được mấy? Dạ 7 hả? À, được 7. Chúng ta nhân lên. 7 là 5, 35, viết 5 nhớ 3. 77, 49 nhớ 3 là 52. Thì chúng ta trừ đi. 0 trừ 5 là còn 5. Và chúng ta sẽ phải bớt 1 ở số 5 đi là 4. 4 trừ 2 là còn 2. Cái này là 0. Vậy là chúng ta được 25 này là 25 cái 100. Vậy thì thầy lại phải bẻ nhỏ nó ra thành 10 lần nữa. Thì chúng ta được cái này là 250 cái gì? Thousand. Cái này thầy ôn thêm một tí nữa thôi. Để những bạn nào chưa vững chúng ta hiểu rõ nó.
Rồi tiếp tục, 250 này chia 75 thì được mấy? F3. Hình như có vẻ là chúng ta đang chia nó bị sai sai thế này. Kiểm tra kỹ nha, coi chừng chúng ta bị sai. Rồi tạm thời là chấp nhận vậy đi. Rồi, là được 3. 5 lần 3 là 15, viết 5 nhớ 1. 73, 21 nhớ 1 là 22. Vậy thì chúng ta trừ đi thì nó ra bao nhiêu? 25 tiếp. Ra 25. Nếu chúng ta có bẻ nhỏ chúng ta thêm 0 vào nó cũng sẽ lặp lại số mấy? 25. Đâu, nó lặp lại số 3. Đúng không? Chúng ta thêm 0 vào 250 thì nó lại lặp lại số 3. Vậy thì có phải chúng ta thấy số 3 lặp lại nhiều lần thì đằng sau này nó là số mấy? Dấu gạch ngang của số 3. Vậy thì chúng ta thấy câu trả lời nào trong này là đúng? Dạ không có câu nào. Không có câu nào hết. Không có câu nào. Rồi theo ý kiến của bạn là không có câu nào đúng hết, bởi vì nó lặp lại số 3. Còn nếu mà chúng ta làm tròn á thì nó là 0.2 thì ở đây cũng không có. Còn nếu mà chúng ta làm tròn tới số 7 thì nó sẽ chỉ gọi là 0.17 cũng không có. Vậy thì nếu chúng ta làm tròn thì cũng không đúng. Còn nếu mà chúng ta giữ nguyên cái sự lặp lại để biểu thị là gạch trên đầu thì nó lặp lại số 3, trong này không có cái nào. Thì theo ý kiến của bạn là chọn câu E. Rồi, ai đồng ý với bạn Anh Thư giơ tay thầy nhé. Rồi, rất nhiều bạn đồng ý. Bạn Bảo Hân thì sao nhỉ? Thấy không? Thấy theo dõi đó. Bảo Hân có ý kiến gì không? Rồi, thầy check. Chúng ta thấy là ý tưởng của bạn là đúng. Một bạn khác giúp thầy xem. Thầy mời bạn Jojo. Giờ dạ. Mới thấy mặt. Làm sao làm cái này đây? Giờ lấy 111 chia cho 250. Chia tiếp. Giờ nếu thầy không dùng cách chia thì thầy làm sao cho nó nhanh nhỉ? Dạ. Chúng ta nhớ một cái phương pháp mà chúng ta hay học để tổ dạ, chia cho 1.000 và nhân 4. Là chúng ta sẽ biến cái mẫu số thành nó là 10 hoặc là 100 hoặc 1.000 hoặc 10.000. Tức nghĩa là nó là tròn tục, tròn trăm và tròn nghìn ấy. Thì chúng ta biến thành cái đó. Thì bây giờ bạn nói là chúng ta nhân cho 4. Vậy là chỗ này là 444. Đúng. Chia mấy? Giờ chia cho 1.000. 250 nhân 4 tức là bạn nói là 1.000. Vậy chúng ta được là 444 chia cho 1.000. Chia 1.000. Tức nghĩa là nó bị bẻ nhỏ đi đó. Thì chúng ta sẽ ra là bao nhiêu? Dạ 0.444. 444. Ok. Vậy nó là câu nào? Dạ câu C. Câu C nha. Rồi. Thầy muốn các bạn vận dụng theo phương pháp khác. Không dùng theo phương pháp cũ nữa. Nếu chúng ta chuyển thành tròn trục, tròn trăm, tròn ngàn được thì chúng ta chuyển. Còn nếu không, chúng ta sẽ phải dùng theo cái cách chia thông thường. Rồi mời bạn Tiến. Tiến nào? Dạ. Chia cho thầy 19 chia 27 được mấy? Dạ được không? Được không? Thêm không vào đây. Chia được mấy? Dạ. Được mấy? Dạ được đấy. 7. 7 49 viết 9 nhớ 4. 7 lần 2 14. Nhớ 4 nữa là 5. 18. Thầy chơi đi dư mấy? Dạ dư 1. 11. Dư 1 chứ. Giao dư 11 được. Dư 1 hay 11? Dạ dư 1. Dư 1. Giờ chúng ta thêm 0 vào thì chỗ này được mấy? Dạ được 0. Được 0. Rồi lại thêm 0 nữa chia được mấy? Dạ được 3. Được 3. 37 21. 91 nhớ 2. 3 lần 2 là 6. Nhớ 2 nữa là 8. Trừ đi là còn mấy? Dạ còn 19. 19. Rồi. Nếu 19 chúng ta chia tiếp chúng ta phải thêm 0 vào. Thì 190 nó có quay lại cái ban đầu này chưa? Dạ có. Nó quay lại cái ban đầu này. Mà cái ban đầu này từ nãy giờ chúng ta chia là nó ra được 3 chữ số này.
Vậy thì nếu chúng ta chia tiếp thì nó sẽ lặp lại là bao nhiêu? 703. À, 703. Vậy nó sẽ lặp lại là nguyên cái này. Đó. Chúng ta thấy là cái hiện tượng nó lặp lại một cái nhóm chữ số là 703. Thì chúng ta thấy nó lặp lại cả ba chữ số đó chúng ta cả trên đầu. Bởi vì cái biểu tượng cả trên đầu là nó lặp lại. Còn câu nào đây? Dạ, câu D. Câu D. Rồi, chúng ta chắc vào đây. Rồi, tương tự như cái chia cho 500 thì chúng ta chuyển hàng chọn chục, chọn trăm, chọn ngàn được. Thì chúng ta tự tính tiếp nhé. Thầy hướng dẫn cho cái đó các bạn về nhà tự làm tiếp. Rồi, bây giờ chúng ta phải đổi từ số thập phân ra phân số. Mời bạn Khánh lên. Đổi xem. Còn mới khó hơn này. Làm sao để chúng ta đổi ra đấy? Khánh lên. Bây giờ chúng ta xem coi là cái 2.3 gạch này nghĩa là sao Khánh lên? Nó là 2 cộng mấy? Dạ, 2 cộng 0.333. Rất là dài đúng không? Thì chúng ta xấp xỉ cái con số mà 0.33 này nó chính là bao nhiêu? Dạ. Là mấy? 33 phần 1.000. 1 phần mấy? 1 phần mấy? Dạ. 1 phần mấy? Chúng ta thử lấy 1 chia cho mấy thì nó ra 0.33. 1 chia mấy? Chia mấy? Có phải chia 3 không? 1 chia 3 là được 0 này. Thêm 0 vào đấy. 10 chia 3 là được 3. Trừ đi dư 1. Lại thêm 0. Tiếp. Được như vậy. Vậy thì cái kết quả 0.333 này thực ra nó là 1 phần mấy? Dạ, 1 phần 3. 1 phần 3. Vậy thì chúng ta viết cái dạng phân số tối giản nha các bạn. Thì chúng ta làm gì đây? Viết nó là phân số mấy? Bao nhiêu? Dạ, phân 6 phần 3. Ừ. 2 nhân 3 là 6 cộng 1 nó là mấy? Dạ, 7. 7. Thì chúng ta sẽ ra được là 7 phần 3. 7 phần 3. Vậy thì chúng ta thấy là cái công thức mà nó thì chúng ta thấy là nó đi từ cái phân số là 1.3. Tương tự như vậy, hoặc bạn nào lý tưởng thì phải bằng theo. Mời bạn Vân Lam. Vân Lam. Yeah. Làm sao mà bắt chước giống lúc nãy xem. Nó là mấy? 2 cộng mấy? Yeah. 2 cộng? À, 0.6 gạch. Rồi. Mà 0.6 gạch thì chính là 2 nhân mấy phải không? Dạ 2 nhân 0.3 gạch. À, 2 nhân 0.3 gạch chúng ta chỉ nhớ cái thôi và chúng ta sẽ dùng được rất là nhiều. Rồi, 2 cộng cho 2 nhân 0.3 gạch chính là 1 phần mấy? Dạ là 1 phần 3. 1 phần 3. Là chúng ta được là 2 cộng 2 phần 3 là bao nhiêu? Dạ thưa thầy là 8 phần 3. Đúng rồi, 8 phần 3. Nếu chúng ta đổi thì chúng ta thấy là nó có sự lặp lại đó. Đó là căn bản chỉ có liên quan tới cái số 3 đấy là rất là nhiều. Nó bị lẻ ra như vậy thì chia nó mới bị lặp lại như vậy đó. 8 phần 3. Rồi, vận dụng tiếp như vậy. Mời bạn Tường Vy xem. Tường Vy. Dạ thầy. Sao? Số này nó là mấy? Dạ 1.8. 1.8. Cộng bao nhiêu? Cộng bao nhiêu? 0.3 gạch. Đúng không Vy? Dạ vâng. Rồi. Cái 1.8 thì chúng ta chuyển thành là bao nhiêu? 18 phần mấy? 18 phần 10. 18 phần 10.
Rồi, cái phần đằng sau kia thế là nhiêu? 3 gạch phần 100. 1 phần 10 nhân cho 0.3 gạch. Được không? Dạ được. Được. Chúng ta nhớ là chúng ta giật dấu phẩy vào trong để cho nó ra cái mà chúng ta biết cái con số này này. Chúng ta giật vào trong. Vậy thì chúng ta phải nhân cho 1 phần 10 còn nữa. Vậy là 10 Rồi chúng ta xem coi là 18 phần 10 chúng ta tạm thời giữ nguyên đi. Còn 1 phần 10 chúng ta thay 0.3 là bao nhiêu? 1 phần mấy? Dạ 100. Dạ 1 phần 3 chứ. Ủa? Nè. 0.3 gạch thì nó phải 1 phần 3 không? Dạ đúng. Rồi bây giờ chúng ta thay vào. Giờ chúng ta thấy tất cả nó là phân số rồi. Giờ chúng ta quy đồng lấy mẫu số là nhiêu? Mấy? À là 30. Vậy là 18 chúng ta phải nhân thêm cho mấy? Vậy 3. 3 vậy là nó là 54. Cộng trước kia cho 1. Thì chúng ta ra kết quả là nhiêu? 55. 55 phần 30. 30. Đó, chúng ta đã tìm ra được phân số và khi chúng ta chia thành số thập phần nó sẽ ra được cái số thập phần của mình là 55 phần 30. Rồi, mời một bạn khác xem. Mời bạn khác có ý tưởng. Bạn Phong. Bạn Phong. Dạ con đây thầy ơi. Rồi, bây giờ 0.2 gạch thì làm sao nó ra được 0.2 gạch? 0.2 gạch. Chúng ta thấy 0.2 gạch này á là nó sẽ là 2 nhân 0 chấm mấy gạch? Dạ, 0.1 gạch. À, bây giờ chúng ta đi tìm cái 0.1 gạch là từ đâu ra này. 0.1 gạch. Bây giờ chúng ta xem coi là 1 chia mấy thì nó được là 0.11111. 1 chia mấy? Để xíu. 1 chia mấy? 1 chia 2 thì không được này. 1 chia 3 thì nó là 0.333 này. 1 chia 4 thì là 0.55. 1.5 á, 1 chia 5 thì chúng ta cũng phải ra chẵn. 1 chia mấy? Thử 1 chia 6 coi được. 1 chia 6 là 1. 1 chấm à. 1. Được 1. Nếu thêm 0 vào 40 chia 6 thì nó lại được 6. Dạ 6. 1 rồi. Vậy là chúng ta không chia cho 6 được, chúng ta thử thôi. Chúng ta có nhiều cách để chúng ta thử từng con số 1. Để con thử tiếp. Thì thử chia 9 nha. Thử chia 9 coi nó có xấp xỉ như vậy hay không. Dạ đúng rồi, 1 chia 9 á. À. Vậy là 10 chia 9 được 1, dư 1, xong rồi lại thêm 0 chia lại 1, đó là lặp lại. Vậy là chúng ta thấy nó chính là 1 chia 9. Được chưa? Nó là 1 chia 9. Vậy là 2 nhân yeah. 1 phần mấy? Dạ 2 nhân cho 1 phần 9. 1 phần 9. Vậy là cuối cùng phân số nó là nhiêu? Dạ phân số của nó là 2 phần 2 phần 9. Rồi 2 phần 9. Vậy là chúng ta nhớ số đặc biệt là 0.333 là 1 chia 3. Còn 0.11 là 1 chia 9. Và xấp xỉ nó. Mời bạn. Mời bạn Minh Hòa xem. Minh Hòa. Dạ. Rồi tính ra thầy xem. 3 chấm mấy? 3.8 bạn. Không. 0.03. Đây là 38 phần 10 cộng cho 1 phần 10 nhân 0.3. Và chúng ta thay cái 0.3 này bằng bao nhiêu? 1 phần mấy? 1 phần 1/3. Nhớ nhá, thay này 3.
Rồi kết hợp lại thì nó ra nhiều. Quy đồng cho 3 lên. Là 3. 8 lần 3 24. Viết 4 nhớ 2. 3 3 là 9. Nhớ 2 là 11. Cái này chúng ta cộng cho 1. Chia. Và 10. Vậy là nhiều. Là nhiều. Là ra 23 phần 6. 110. 5 phần mấy? 15 phần 30. Phần 30. Chúng ta có thể nó yêu cầu tối giản không? Có yêu cầu tối giản. Là chúng ta chia được cho mấy? Chia được cho 5. Rồi chia cho 5. Thì mẫu số chúng ta chỉ còn là 6. 6. Từ số nếu chúng ta chia cho 5 thì còn mấy? 23. Rồi chúng ta sẽ còn lại là 23. Vậy chính là 23 phần 6. Rồi tương tự vậy các bạn về nhà vận dụng suy nghĩ đổi cho thầy. Chúng ta luyện tập thôi. Chúng ta tự tìm ra nha các bạn. Cái này cũng không khó khăn gì, chúng ta cứ lặp lại như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đổi nhiều chữ số thập phân sang phân số. Mời bạn Bảo Hân. Bảo Hân. Dạ thầy. Rồi bây giờ chúng ta đổi nhiều hơn thì làm sao đây? Nó bị lặp lại nhiều chữ số hơn lắm. Bây giờ cho thầy hỏi rằng á là làm sao để chúng ta nhận diện ra được cái phân số nào ở đây? Bây giờ trước tiên thầy tắt nó ra đi cho nó dễ đã. Nó sẽ là bằng 0.1 cộng mấy? Dạ, cộng 0.0 23 kìa. Rồi, 23 kìa. Bây giờ chúng ta mục đích của chúng ta đi tìm cái phân số của cái gạch này này. Thấy chưa? Phân số của cái gạch đó. Ở đây thầy có thể viết chỗ này nó là 1/10 chỗ này, viết lại. Bây giờ thầy phải đi tìm cái chỗ này thôi. Bây giờ chúng ta phải vận dụng ra hết. Là nếu nó lặp lại thì chúng ta thấy nó gấp bao nhiêu lần. Thì chúng ta dùng cách nào để chúng ta tìm ra được? Bỏ hơn. Chúng ta vận dụng cái tính lặp lại của nó này. Bây giờ nếu mà thầy coi như cái dấu chấm nó nằm đây đi. Dấu chấm coi nằm đây đi. Thì chúng ta thấy nó có khác biệt gì không? Nếu thầy xem nó là 23 gạch chỗ này thì chúng ta xem cái số ở trên với số ở dưới nó gấp nhau bao nhiêu lần. Dạ 23. Gấp mấy? Dạ 23. Sao gấp 23 lần? Chúng ta xem coi cái số ở trên với số ở dưới nó gấp nhau bao nhiêu. Mời một bạn cho thầy ý kiến xem. Anh Thư. Dạ. Bây giờ làm sao để chúng ta xác định được cái phân số của nó? Bây giờ chúng ta so sánh giữa hai cái này này, nó gấp với nhau như thế nào? Cái quan hệ giữa hai cái con số mà nó lặp lại như vậy đó. Bây giờ chúng ta xem ra là 23.23. Tại vì nó được quyền lặp lại mà. Nó bằng gì? 23. Cộng mấy? Cho 0.23 rồi. 0.23 rồi. Mà chúng ta xem cái quan hệ. Chúng ta thay thế cái bên này. Chúng ta thay bằng cái phân số nào? Thay bằng phân số nào?
Giờ thầy xem tiếp nhé. 23 cộng cho. Bây giờ nếu thầy xem cái này là nó sẽ là một cái phân số ít xì đi. Phân số ít xì. Nó là một phân số ít thầy đang đi tìm đấy. Thì 0.23 này so với ít này nó chênh lệch nhau bao nhiêu nhỉ? Gấp mấy lần? Gấp mấy? Có hiểu câu hỏi của thầy không bạn? Anh Lan Thư? Dạ hiểu. Thầy đang hỏi cái 0.23 này nó gấp bao nhiêu lần đối với cái con số 0.023 này? Gấp 10. Gấp 10 lần. Rồi, gấp 10 lần. 10 lần. Mà cái này thầy coi nó là phân số, nó là ít đấy. Được không? Dạ. Nó mới ít. Đấy. Còn thầy coi cái con số này này so với cái ban đầu thì nó là bao nhiêu? Nó là mấy? Là mấy? Tại vì nó có tính là tại số 23 này. Thì thầy có thể xem thầy giờ cái dấu chấm này ra trước được không? Thì xem bây giờ ra trước đây. Dạ rồi. Nếu mà nói giờ ra trước thì nó là bao nhiêu? Là 0.23 đấy. Thì nó có phải 1% không? Dạ đúng rồi. 1% của số 0.23 cả. Mà 0.23 nó. Được chưa? Dạ. Rồi, bây giờ làm sao để chúng ta đi tìm x ta? Và đi tìm x. Chúng ta thấy có khác biệt gì không? Tìm ra sao? À thầy, hình như là thầy bị nhầm chỗ này này. Chỗ này nó không phải là 1%, thầy đảo ngược lại, thầy quên. Nó là 100 lần chứ. 100 lần cái x này. 100 lần cái x. Tại vì nó có tính lặp lại các bạn. Nếu mà chúng ta lặp lại 100 lần cái x này thì chúng ta lấy là có phải 100 nhân cho 0.023. Đúng không? Dạ. Dạ. Thì cái số này này, thầy đang xem thầy thấy cái x này nào. Thì thầy xét ra nó là bao nhiêu nhỉ? Kiểm tra lại giúp thầy xem nó ra là bao nhiêu. Ồ, nó ra là 2. 23 này thực ra là chúng ta có thể xem nó có sự lặp lại đấy. Cái này chắc phải 1.000 quá. Nếu mà thầy nhân cho 1.000 đi thì thầy sẽ rời vô cho đây 3 chữ số. Tức nghĩa là thầy sẽ được là 23. Thầy rời 3 chữ số vào đây này. Thì nó ra là 23.23 gạch, bởi vì 23 nó có thể được phép lặp lại. Vậy thì chỗ này ngàn cái x này. Vậy thì thầy sẽ chuyển cái 10 x qua thầy trừ thì nó là bao nhiêu? Như là còn 100 x. Vậy thầy chút để thầy xóa đi nhé. Đây là hướng dẫn chỗ này để chúng ta thấy nó là 1.000 x này thôi. Thầy kiểm tra lại giữa hai cái con số này nó gấp nhau bao nhiêu lần đây. Không chấm 23 này thì chỗ này nếu mà thầy xem nguyên cái đống này nó là ít, nếu mà thầy nhân cho 10 nó là 0.23 cả. Và đúng rồi. Và chờ đi, thầy kiểm tra xem nào. 1.000 mà trừ 10 còn bao nhiêu? Thì còn 100 rồi. Vậy 1.000. 990 không? 990. Rồi. 990. 990 ức bao nhiêu? Dạ bằng 23. Vậy chúng ta sẽ tìm ra được ức là mấy? À 23 phần
23 phần 990. À, vậy là chúng ta tìm ra được là cái phần số thập phân lặp lại này chính là 23 phần 990. Bây giờ chúng ta thế vào nha, thầy thế vào đó là 0.1 cộng cho 23 phần 990. Thầy khai 0.1 này là 1/10 cộng cho 23 phần 990, 990 đó. Rồi chúng ta thay tiếp vào. Quy đồng cho mấy đây? Lấy 990. Thì 1 này chúng ta nhân cho mấy? Nhân cho 99 cộng 23. Thì nó ra mấy? Nó là 9 cộng 3 là 12. Biết 2 nhân 1. 132. 120 phần 990. Nó kêu phân số tối giản, vậy chúng ta thấy đơn giản được cho mấy? Cho 2. Rồi chúng ta chia tiếp cho 2. Cái phần này là cái phần khó đấy các bạn. Phần này là phần khó mà chúng ta phải có một cách chúng ta đi tìm. Thông thường là người ta sẽ bỏ qua phần này. Rồi chúng ta đơn giản cho 2 đi. Còn là 61. Ở dưới là còn mấy? 495. Rồi 495. Đặt hết rồi, tối giản rồi. Sai thì chúng ta kiểm tra lại thôi. 495. Rồi, ai nắm được cái ý tưởng này và hiểu, đồng ý với ý kiến của bạn, giơ tay để xem. Bởi vì nó là hai chữ số, nó sẽ khó một chữ số các bạn. Nó lặp lại hai chữ số thì chúng ta sẽ thấy nó khó hơn đấy. Vậy thì chúng ta dùng cái tính chất mà dịch chuyển hai chữ số để mà chúng ta nhẩm ra. Rồi thầy thử, chúng ta thử dùng một cái máy tính, chúng ta chia thử, hay nó có calculator, chia thử cho thầy coi là đúng không. Chia thử thầy xem. 61. Chúng ta chia thử 495 xem nó có ra đúng như vậy không. Nó ra là 0.12323. À, nó lặp lại chữ số 23 là đúng rồi đó. Vậy là thử lại chúng ta thấy nó đúng. Rồi. Rồi mời một bạn khác đi, mời bạn Thanh Bân. Thanh Bân. Dạ. Rồi chúng ta lặp lại phần sau đây. Đây là 1 cộng 0.1 1 lặp lại. Lặp lại. Bằng 1 cộng 1 lặp lại là 1 phần. Dạ, 1 phần một mấy? 1 phần 1 phần 9. Có mấy chúng ta tính là 1 phần 9 á. Dạ. Thì cuối cùng chúng ta ra nhiêu? Dạ, cuối cùng ra là bằng 10 phần 9. Rồi, 10 phần 9. Mười phần chín. Bây giờ thầy có thể vận dụng cái cách lúc nãy cho một chữ số thì thầy làm sao? Mời bạn Jojo. Jojo. Dạ. Chúng ta đang muốn đi tìm cái 0.1 này mà nó lặp lại, thì chúng ta giả sử nó là phân số gì? Phân số ít được không? Dạ. Nó là phân số ít. Thì bây giờ chúng ta gấp mấy lần hai vé, chúng ta vận dụng tính chất số thập phân đấy, nó lặp lại một chữ số thì thầy gấp 10 lần hai vé được không? Vậy chúng ta ra được là mấy? Dạ là 1.1. 1.1 mà nó lặp lại là 1.1 gạt bằng mấy? 10x. Rồi, và chúng ta thấy cái 1.1 gạt đây này thì nó chính là 1 cộng 0.1111. 0.1 gạch chính là gì? Là ớt. Yeah, là ớt. Và cái chỗ này nó phải là bằng 10. 10 lần cái ớt. Và chúng ta đơn giản đi. Ớt bên này với 10 ớt bên kia là 9. 9 ớt. Và còn 1. Vậy cuối cùng chúng ta ra được ớt bằng 1/9. 1/9. Được chưa? Chúng ta có thể vận dụng cái sự lặp lại
bằng cách là chúng ta dịch chuyển, tại vì nó lặp lại có một chữ số thôi, nên chúng ta sẽ gấp 10 lần là đủ rồi. Gấp 10 lần thì chúng ta thấy là có tính lặp lại, thì chúng ta thay đúng bằng cái x chúng ta đang xem, x này chính là 0.1 này, và chúng ta cũng tính ra được. Rồi, thầy sẽ vận dụng thêm hai cái nữa để cho các bạn khác nắm. Mời bạn Tường Vy. Tường Vy đâu? Tường Vy. Rồi, thầy viết lại cái này chính là bằng 3 cộng mấy? 3 cộng 48 phần cộng 0.48. 48 gạch. Bây giờ mục tiêu của thầy là thầy đi tìm cái phân số này. Thầy đặt nó là x được không? 0.48 bằng cái gì? Bằng cái x. Được không? Được. Bây giờ thầy nhân hai vế cho bao nhiêu? Dạ ba. Nhân cho hai. Nhân hai vế cho. Không, nó lặp lại hai chữ số đấy, nên chúng ta phải dời vô một lúc hai chữ số là nhân cho nhiêu? Dạ 48. Nhân cho 100. Nhân cho 100 hai vế. Thì bên này chúng ta sẽ ra được là rời qua thì nó là 48 chấm, tại vì nó lặp lại cái số đằng sau mà, thì nó chính là 48. 48 gì? 48 gạch. Và chúng ta tóc nó ra, nó là 48 cộng 0.48 gạch. Đồng ý không Vy? Bằng 100 x. Rồi tiếp tục. Chúng ta sẽ thay cái 0.48 này bằng cái gì? Bằng cái gì đây? X. Bằng x. Thì chúng ta có được là 48 cộng x bằng 100 x. Được chưa? Rồi 100 x. Vậy cuối cùng chúng ta được là 48 sẽ bằng bao nhiêu? Phải không? Dạ bằng 100 chữ x đi, nó là nhiêu? Dạ 99 x. Và cuối cùng chúng ta là x được bằng gì? 48 phần 99. Và là chúng ta thay cái chỗ này là bằng 3 cộng cho 48 phần 99. 48 nó là nhiêu nhỉ? Là nhiêu? Mấy nhân mấy nhỉ? Dạ 68 đúng không? 16 bao giờ? Ờ 6. 6. 6 nhân 8. 6 nhân 8. 68 48. Vậy thì thầy sẽ viết là thầy đơn giản đi. Để thầy tìm cách thì đơn giản bớt đi. Là thầy đơn giản đi là thầy thấy đó là 6 nhân 8 là nó có số 3 đấy. Số 3. Số 3, vậy là thầy đơn giản số 99 này cho 3 đi. 99 đơn giản cho 3 thì thầy gọi là 33. Ở trên này còn 16. 16. Rồi, Quý Đồng tiếp lên. Quý Đồng lên. Ờ 3 nhân 33 là mấy? 3 bằng 99 tổng 16 phần về cuối cùng phân số nó là nhiêu? 115 phần 33. 115 phần 33. Ai chúng ta điền vào đây. 115 phần 33. Rồi, ai đồng ý ý kiến của bạn Tường Vy giơ tay thầy xem. Chúng ta đang đi tìm cái phần nó lặp lại thôi các bạn. Còn cái phần số nó không lặp lại chúng ta để nguyên. Và chúng ta coi nguyên cái phần lặp lại này. Chúng ta xem nó là chữ x. Đấy, thầy viết rất rõ ràng chỗ này nó là chữ x nha. Thầy đặt nguyên nó là chữ x. Và thầy vận dụng cái tính chất lặp lại là thầy rời luôn hai chữ số. Nó vẫn lặp lại. Thì thầy phải nhân cho 100. Thì nó sẽ là 48.48 gạch. Bởi vì cái 48 này chúng ta hiểu nó là 48. Nó lặp lại mà. Thì thầy sẽ được 48 cộng 0.48 này chính là x của chúng ta. Và nó sẽ bằng 100 x. Thầy đang mục tiêu thầy đi tìm cái số lặp lại này nó là phân số nào thì đặt nó là x đấy.
thì thầy tìm được nó là 48 phần 99. Nếu sai thì chúng ta để ý nha. Rồi từ nãy giờ bạn làm chuẩn rồi. Thầy nghĩ là không có chỗ sai. Thì những bạn khác có ý kiến gì? Vi Luân, Vân Lam, có thầy ý kiến sao? Bạn có sai chỗ nào không? Chúng ta phải phản biện. Dạ không thầy. Không thích bạn. Đúng. Rồi. Còn câu cuối. Thầy mời bạn. Mời bạn nào đây? Bạn Tiến đi. Tiến nào? Tiến. Dạ. Rồi tính cho thầy xem. Nó chính là 0 chấm mấy? 0.1. 0.5. À, 0.5. Cộng cho 0 chấm. Cộng cho 0.0. 0. 0. 3. 1. À. Dạ. Thấy chưa? Vậy là mục tiêu chúng ta đang đi tìm cái nào? Dạ. 0.01 gạch. Nó bằng nhiều. Rồi tìm dạ. Thầy đặt cái 0.01 gạch này bằng gì? Dạ bằng. Chữ S. Bây giờ làm sao để nó xuất hiện có sự lặp lại? Thầy nhân hai vế cho mấy? Dạ cho 1. Sao nhân có 1? Thầy phải rời cái dấu chấm ra đằng sau này, này để nó có hiện tượng lặp lại này. Là thầy phải dạ. Rời mấy chữ số? Dạ 2 chữ số. Vậy là nhân cho bao nhiêu? 100. 100 cho hai vế thầy ra được 100 ớt. Còn khi giờ này xong thì nó ra 1 chấm. Đấy. Dạ 1.1 gạch. Gạch. Rồi. 1.1 gạch này chính là 1 cộng 1 cộng 0.1. À. Nếu mà cộng 0.1 gạch thì không được rồi. Chúng ta không được cái 0.1 gì hết. Đấy. Và Long được. Vậy là chúng ta cộng cho 0.1 gạch thì nó không đúng. 0.1 gạch thì nó chưa đủ để thay 100 ớt đâu. Làm sao nhỉ? Làm sao để dạ. Cho nó xuất hiện 0.01? Dạ. Lấy. Làm sao để cho nó xuất hiện 0.01 gạch ở đây? Dạ. Nhân mấy? Nhân cho 100. Nhân 100. Nhân 10 rồi nhớ. Phải không? Dạ. Thì nếu thầy nhân cho 10 thì nó sẽ lùi cái dấu chấm vào trong chứ nó không chấm một cặp chứ làm gì nữa. Phải chưa? Dạ. Rồi. Vậy thầy sẽ được chỗ này là 1. 10 lần cái gì? 10 lần 0.01. Đây là chỗ này gì đây? Là chữ X đó. Dạ X. 10 X bằng 100 S. Được chưa? Vậy thầy sẽ được 1 sẽ bằng gì? Dạ 1 bằng 100 à. 100 S trừ 10 S là có bao nhiêu? Dạ là còn 90. À 90 S. 90 S. Vậy chúng ta ra thì ta được S bằng 1 phần mấy? 1 phần 9. Vậy 1 phần 9. Chuyển 90 qua là chia thì ra 1 phần mấy? 1 phần 90. À, vậy là 0.01 này chính là 1/90. Vậy thì thầy thay vào trên này nha. Thay vào đây. 0.5 chính là 5/10. 10. Cho 0.01 gạch chính là bằng 1/90. Bây giờ chúng ta quy đồng nhân cho 9 thì nó là mấy? Dạ 45. 45 cộng 1 đó là 46. 46. Phần 90. 90. Đơn giản được cho mấy? Dạ. Cho 3. Rồi, đơn giản. Đơn giản cho 3 được không? 4 cộng 6 bằng 10 đâu chia được cho 3 đâu mà chúng ta chia được 3. Chia cho 2 thôi. Còn 45. Ở trên là 20. 23. Vậy phân số của chúng ta sẽ là 23/45. 23/45. Chúng ta có thể kiểm tra bằng máy tính. Để chúng ta biết được cho nó chắc cú nha. Là chúng ta lấy 23 chia cho 45 thì chúng ta ra được 0.511. Đúng rồi đó. Đấy. Đấy. Ai hiểu được cái phương pháp mà chúng ta tính cái sự lặp lại này? Thầy không dùng cái cách mà chúng ta
đựng cái 0.1 với cả 0.33 nữa nhá. Mà thầy có thể dùng cái cách tổng quát là thầy sẽ gọi cái sự lặp lại đó là ít, chính là cái phân số mà cần đem. Và chúng ta phải dùng cái tính chất là nó lặp lại thế nào để chúng ta dịch chuyển dấu chấm, chúng ta nhân 10, nhân 100 hay nhân ngàn, vậy để chúng ta cho nó xuất hiện cái ít lặp lại thì chúng ta mới tìm được. Rồi thôi thầy tạm thời thầy dừng ở đây.